chào các bạn nha, chào mừng bạn đến với kênh YouTube của mình. Chúc bạn ngày mới thật nhiều vui vẻ nhé. Hôm nay thì mình sẽ review một con cờ đỏ sao vàng lắp ghép anh em ơi. Một con diều, ơi, con mũi này, ui ôi, náo tết, dám đốt mình các bạn ạ. Con quen này, mũi đốt em nha. Đốt dễ bị ma nhập lắm đấy nha. Đấy là thằng khác nói thế, chứ còn anh thì không biết. Ok, bây giờ mũi lắm chưa đâu. Không mắc màn à, tối ngủ không màn luôn. Bà Đi Hòa à? À, Bà Đi Hòa. Được, cái đấy. Hôm nay thì vẫn buồn. Ok các bạn ơi, giờ mình sẽ nắp con diều này lên cho các bạn xem nha. Con diều, một con diều nắp ghép đấy, full carbon, ở giữa là carbon các bạn nhé. Đấy, giờ mình sẽ nắp luôn cho các bạn xem con diều cờ đỏ sao vàng này. Hôm nay thả cái gì nhỉ? Thả dây chỉ, phiên bản. Các bạn nhìn nhá. Bạn dây chỉ mình các bạn nhá. Mình giật phát nào nào. Dây chỉ các bạn nhá. Hôm nay thả dây chỉ, thả cực dài luôn. Xem là thả dài bằng dây chỉ này, xem là chiếc diều này nó sẽ như thế nào các bạn ạ. Mặc dù trời hôm nay là gió khá là nhỏ. Các bạn nhìn thấy dây mình. Ừ, đi kìa, chơi đẹp đi kìa. Uầy. Uầy, khiếp. Quay. Nứt kinh vãi nhìn. Này là mấy ngũ sắc. Đúng. Nhưng trước hồi xưa mình nhìn thấy một lần rồi đúng không? Không, năm. Giờ con nhìn cái này còn lạ. Mẹ, ngày nào tao chả thấy. Thì mẹ thấy trong giấc mơ. Thôi mày mà về lấy cho anh con nhựa. Okay. Thôi, hôm trước nhá bạn là cho anh đi xong rồi anh bảo kê. Mẹ đi nước nha, còn đánh nha mà. Thật này, anh mà đánh mẹ anh làm chó, nhanh nhanh. Tôi có lời đừng được tin vào. Tí mày đi về phát nó câu câu rồi đấy. Chị ơi. Anh làm chó, nó có thể làm chó được rồi. Nó là chó gì cơ trời. Các bạn ơi, giờ mình sẽ nắp con diều này lên nhá. Nắp con diều nắp ghép này lên phát là đâm luôn các bạn nhá. Địch nền được đâu mà. Không nền. Mày nói gì không nền. Nên được thì sao? Nên được thì không sao. Và nên được thì em mà cũng nói. Nên được em sẽ mang con đuôi cá của em Sono với con của anh. Còn dăm bài con đấy mang ra đây Sono. Tin nhưng mang luôn không? Chấp, mang đây. Mang luôn nha. Nhưng mà gió này không nên được. Gió bé quá thôi. Chỉ khi điều anh gió to cong đét vào điều em điều em chả cong tí gì nên trời đắp. Đấy các bạn nhá, sau khi nắp xong con diều thì cuối cùng cũng đã đẹp và hoàn chỉnh rồi. Giờ mình sẽ mang ra kia, mình sẽ bay cho các bạn xem nhá. Đâm đâm đi em thả ra. Điều các con, cờ đỏ sao vàng. Anh quá mà đi đâm. Em quý anh 10 đời 10 kiếp. Anh đi đâm đi. Các bạn ơi, thì vừa xong con này đâm phát lên luôn các bạn nhá. Thẳng đứng luôn, có gió là gió đậu luôn các bạn nhá. Mình thả dây chỉ này, mình no là 2m thì không thả được cái dây chỉ này. Chỉ có diều tầm độ 1m3 cho đến 1m5, còn 1m6, cũng lắm là 1m6 luôn. Chứ thả con diều hơn 2m này, con diều 2m này là cố. Cho bạn xem này. Nên bổng luôn các bạn nhá. Ui, nên cao. Đúng, con này cong sáo đẹp. Con này cong sáo đẹp mà. Mà con này đâm lên phát là giữ không, yên luôn nhỉ? Không, con sáo đứt dây. Thật là đứt dây, đương nhiên chắc chắn là thả dây này đứt. Nên cao luôn các bạn nhá, nét nẹt nẹt luôn. Các bạn thấy con đâu có chiến không? Trời thì... Có nhìn thấy anh em mình chiến không? Trời, mặt trời xuống rồi. Nhìn chiến vậy. Hôm nay kiểu không có mặt trời đúng không? Chúng đang có 10 người yêu. Không, hôm nay có mặt trời đúng không? Quang học rồi. Cầm rồi con này thả nên đậu ngử luôn các bạn ạ. Tiếng cần tiếng quay chú.
quay quanh lên diều ấy, cho các bạn xem một con diều hàng siêu led. Con này đâm phát lên luôn các bạn nhá. Không, con này không bị chỉnh gì luôn ấy. Cái độ cong của nó khá là đẹp. Ơ, đứt à? Không đứt. Em nghĩ đứt à? Không, không đứt. Không đứt à? Đứt chứ? Đứt thì em sẽ đi lấy rồi. Em lấy là quả em gì? Đứt làm sao được đúng không các bạn? Đây, kéo ra đây, kéo càng đét luôn. Này cứ phải vầy, thả diều cứ phải vầy các bạn ạ. Đó. Thả diều cứ phải vầy xong rồi nó tách cái. Mình thả, hướng dẫn thả diều các bạn nhá. Đây, nhiều bạn không biết thả diều như thế nào thì cứ thế này thôi đây. Một tay giữ, một tay thả dần đó. Cứ thả dần nhá. Rồi, cái kết nó cứ thả làm sao để cho cái diều mà nó gần gần xuống mặt đất rồi bắt đầu mình lại kéo lên các bạn nhá. Kiểu như là cứ để rơi vào nhà người ta ấy, rồi bắt đầu kéo lên nhá. Ok. Ảo thật đấy. Rồi, lên. Giờ này lên luôn. Đứt đi vào nhà mình. Đứt đi vào nhà mình. Thả đi đường nó đứt vào nhà em. Đứt vào nhà em này. Con này thả lên thế bạn luôn. Dây to to tí nữa mà thả vào cổng sáo thì ok luôn. Cực kỳ đỉnh con này luôn nha các bạn nha. Mình sẽ kéo mình bắt tận tay. Con này cực kỳ hiền rồi. Nhìn là biết hiền rồi, không cần phải này. Bởi vì nên cảm giác nó đậu lắm các bạn nha. Nó đậu ngắt luôn. Bay flycam chắc chắn là đứng yên một chỗ cho mình quay luôn. Con này bay phải lên cao đẹp lắm mà hôm nay hết mặt trời rồi. Thế là giờ mình kéo xuống. Kéo xuống nha các bạn nha. Sắp bắt tận tay rồi nên là em cuốn nhanh lên kia này. Đấy, các bạn nhìn này, hiền cực kỳ luôn. Quay lên điều cho các bạn xem. Hiền lắm nhá. Đó, con này thả cứ thả dây. Đến tầng trên nó cũng có gió ấy các bạn nhá. Ơi. Con này con em nhỉ? Ờ. Kia nhỉ, con này của mình nhỉ? Ờ, anh mua hai con mà. Mới mua cho kia. Kia. Quay đây. Con này anh lấy đi chơi mà. Mình kéo con này mình bắt tận tay luôn các bạn nhá. À, con này bắt tận tay này. Kêu. Con quăng mượn rồi. Kêu. Kêu. Không rơi. Mai mua thêm bộ sáo 10 tận tay luôn này các bạn nhá. Rồi, bắt tận tay. Rồi. Đấy, bảo hiền vãi trưởng. Con này hiền rồi. Rồi. Vướng này à? Đây rồi đấy. Cuốn vào. Đấy, một con hàng căng nét đèn đẹp siêu nét luôn. Ok, các bạn có thể thấy là không bị một vết xước nào để đều các bạn nhé. Tại cái áo này cũng áo xịn nữa. Đấy. Nó vậy đấy. Cứ quấn đi. Đấy, con này đâm phát là đậu luôn các bạn nha. Không bị nánh gì đâu. Đâm ăn ngay phát đầu tiên. Có khi là trời mà gió bé bé này mình cũng phải làm một con bé bé mà thả thôi các bạn ạ. Làm một con diều tre bé bé thả thôi. Đấy. Giờ mang về nha các bạn nha. Làm một con diều bé bé thả thì các bạn có thể tham khảo qua những video cũ của mình nhá. Mình có làm mấy cái diều bé bé mini mà thả gió nhỏ ấy, thì các bạn có thể xem qua. Mang ở đây. Các bạn nào có nhu cầu muốn mua cái chiếc diều này thì hãy liên hệ Zalo của mình nhá. Mình có bán con diều này nhá. Nếu bạn nào muốn mua thì hãy nhắn tin qua Zalo cho mình. Con này hất tay phát lên luôn các bạn nhé. Hất phát lên luôn cho các bạn xem một lần nữa. Trong giấc mơ lần đầu. Đi 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 đ
Thôi chiếc diều này của mình cuối cùng cũng đã làm xong rồi các bạn nhá. Thôi mình trả lại cho thằng em. Cảm ơn. Xong rồi nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nếu bạn thấy video của mình hay, hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh của video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Bye bye. Ơ, đừng lại. Đừng lại. Ta đùa vậy. Mang về thật đi. Thì mình cũng xin giới thiệu một cái nick. Ok, đây chính là nick Facebook của mình nhá. Mọi người có thể kết bạn với Facebook của mình nhá. Đó, Nguyễn Đức Quang này. Chụp ảnh với anh Nguyễn Thành Nam nhá. Đó, ok.